Dạ con cảm ơn bác. Con xin phép được hỏi câu thứ 10 ạ. Trước đây con có ngồi thiền, một lần tự nhiên thân tâm con nhẹ nhàng, thấy trắng xóa, có khi thấy nhiều hình ảnh đẹp lạ. Những lần sau con cố gắng được như vậy nhưng không được. Kinh Phật dạy tu theo thiền quán của pháp môn tiểu thừa hay còn gọi là nguyên thủy thì có 30 phép quán trợ đạo giúp người tu. Vậy bác cho con hỏi ai đã trợ đạo giúp người tu thiền và đã trợ giúp cho người tu thiền bằng cách nào ạ? Trái đất này là con nên nhớ là ngũ thú thập cư, năm loài sống tồn, người, thần, thánh, tiên, ngạ quỷ. Mà 37 pháp quán trợ đạo này là dạy như thế nào? Thần, thánh, tiên trợ đạo cho một vị Phật tu thành thánh A-la-hán ở trái đất này gọi là trợ đạo tu. Con người không phải là Phật do cô hồn trợ đạo tu. Nên nhớ một điều, con người có cái sứ mạng, ông Phật Thích Ca đến đây, thần thánh tiên đồng ý giúp ông thì ông mới giúp. Còn mình không, không phải, mình là chỉ đi theo cái ông Thích Ca mình học để mình về. Còn mình ngồi đây mình muốn tu thành thì thôi, cô hồn nó giúp mình. Muốn thành cái gì? Muốn thành Phật nó cho thấy, nó hiện ra Phật cho thấy á. À, muốn thành thánh nó cũng hiện cho thánh đó. Thành ra bây giờ nói thiệt con á, ví dụ cái 37 pháp quán trợ đạo này, bác nói cho con nghe. Nhất là ngồi thiền tứ diệu đế á, để biết gì? Để cái thân tứ đại này nè, là kỳ diệu của cái thân tứ đại, là số 1 á. Còn cái ngồi thiền quán khổ đế đó, là quán để cho biết cái sanh già bệnh chết, tứ đại, khi sanh già bệnh chết của con người đó. Cái quán thứ ba là quán tứ niệm xứ, để biết là bốn thứ đất nước gió lửa nó từ đâu. Còn cái quán tứ chánh cần á, là bốn cần cho một người tu, gồm nè quần áo nè, ăn mặc chỗ ở nè, tiền nè, thấy không, học hành nè, phải đúng bốn cái thứ này nè mới tu được. Vì thế mà người nào mà không có đủ tiêu chuẩn bốn cái thứ này là hoàn toàn tu không được. Giờ tu tầm bậy đó. Giờ thứ năm là ngồi quán ngũ căn nè, gồm có mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, phải cho biết cái này. Rồi cái quán ngũ lực, sức chịu đựng của thấy, nghe, nói, biết, có chịu nổi cái công kích của người ta không? Đó. Rồi cái quán ngũ linh nè, là năm rồi linh là ai? Phật, thần, thánh, tiên, ngạ quỷ. Rồi nào cũng có cái linh của nó hết đó. Phật linh thì nhờ ai giúp? Giờ mấy ông mà cái thần thánh tiên giúp đó. Còn ngũ, còn mà ngạ quỷ nó linh đó, thì nó là thập rồi, ngạ quỷ nó sẽ làm ở đây được. Thấy không? Rồi quán ngũ căn viên thông, mắt, tai, mũi, miệng, ý, thân, cái gì cũng phải thân suốt hết. Nó 37 pháp quán này. Rồi cái quán mà ngồi bắt chánh đạo này, nó 8 cái con đường đi nè. Còn phải quán còn biết cái đường lên quả trời, rồi lên nước cực lạc, trở lại làm người, thành tiên, thành thánh, thành nghĩ, súc sanh thực vật, và trở về Phật giới. Đó, còn phải quán, còn phải hiểu cái này nè. Tiểu thừa nó là 37 quán là quán cái này nè. Rồi quán thân vô thường, con có biết thân mình chết lúc nào không? Vì thế mà gọi là quán thân vô thường. Còn quán vô ngã, mình là duyên hợp, thân mình là duyên hợp chứ không phải là cái ngã thật. Tánh con người là do cuốn hút của điện từ nó thành tánh con người, nó không có thật. Đó, quán từ bi là con ngồi con bủa cái lòng từ bi, ai giúp con? Ông Phật ngồi bủa cái lòng từ bi thì thần thánh tiên giúp ông. Còn nếu mà con mà không phải là thần thánh tiên giúp á, con bủa lòng từ bi là cô hồn nó giúp con mở lòng từ bi vậy. Rồi quán vọng tưởng, tại sao mình có cái vọng tưởng? Do cái tưởng của cái tánh người, quán để biết cái này mới tu được. Rồi quán bát phong bất động là 8 thứ gió nó thổi không động của mình đó. Nó gồm là mất thì mình không buồn, người khác sỉ nhục mình cũng không tức, người khác ghét mình cũng không
mình cũng không ghét lại. Người khác thù hiềm mình cũng không thù hiềm lại. Người khác nói xấu mình cũng không tức giận. Người ngát kinh ta cũng không nổi nóng. Người phát ta không phá lại. Gọi là bác phong bấn rập của một con người. Nhớ là không trả lời chứ không phải là chết nha. Còn nếu mà không thấy không nghe không biết là nó thuộc về chết. Còn này biết nhưng mà mình không phản ứng. Đó là cái này là tu của tiểu thừa. Kêu bằng bát phong bất động của tiểu thừa. Chứ không phải đại thừa không tu bát phong bất động này nha. Rồi thiền tông cũng không tu cái này. Rồi quán thân bất tịnh. Thân là thân ai cũng không có sạch sẽ. Nếu sạch sẽ là không có tắm rửa nha. Nếu sạch sẽ hoài thì không tắm. Thì bắt buộc biết là con thân con không, thân con không sạch con mới tắm. Bất tịnh mà thất giác chi là bảy cái thứ mà mình phải biết pháp rõ ràng nè. Vì cái tiểu thừa nó cái nãy con hỏi cái câu mà gọi là không thấy đó. Phải biết rõ ràng nè, Phật là ai phải biết cho rõ. Rồi cái phân biệt là có đúng hay là sai thì con phải qua tới cái giác ngộ, con hiểu rồi con mới hiểu được cái này, con gọi là giác ngộ. Rồi con ở trong sống với con người là phải sống trong cái kiến thức đạo đức. Rồi tới giải thoát, rồi mới trở thành Phật được. Nó là thất giác chi của cái pháp quán triệu thừa, nó nằm ở chỗ đó đó. Còn quán tu hành tinh tấn thì quyết tu, tu là không số lục. Ví dụ con theo được cái pháp nào rồi con quyết chí tu theo, chứ không có thể số lục, cứ bằng thúc lui đã được á. Rồi quá tứ thiền nè, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi bát định nè, mắt, tai, mũi, mỹ, ý, thân, vật chất, tánh đều thông hết. Bất định là tất cả những gì có trong người con, người ta đưa tới con đều hoàn toàn con biết nhưng mà con không lại chuyển. Đó là gọi là nói là tứ thiền bát định. Còn quán tánh Phật của mình nè, mình tu để gì? Mình tu phải là kiến tánh để thành Phật. Cái người tu theo đạo Phật là phải vậy. Tiểu thừa đã dạy rất rõ chứ không phải không đâu. Chứ không phải điều phần yếm thế đâu. Nhưng mà sở dĩ tiểu thừa nói cho nên nhiều để ai thích cái nào ta tin tu theo cái nấy thôi. Thấy không? Còn quán nhìn thấy thần, thánh, tiên, Phật, tam giới. Các cái gì trong cõi trời luôn, nó nhiều vậy chứ không ít đâu. Quán hiển linh đó, thì nên nhớ là mình hiểu hiển linh là ai làm ra cái này. Phải phân biệt cái hiển linh. Thần thánh tiên cũng làm hiển linh được, mà loài ngạ quỷ nó cũng làm hiển linh được chứ không phải không. Mình quán mình không hiểu cái này đó, là mình sai. Rồi nghe nói hiển linh là mình nhào đôi mình cúng mình lại là tật, không đúng. Hiển linh đó là ai? Rồi quán tam giới để làm gì? Quán tam giới để nhìn thấy các vị trời trên tam giới, cõi trung tam giới, 33 cõi trời tam giới và cả Đức Phật A Di Đà luôn. Nó A Di Đà cũng nằm trong tam giới. Quán nhĩ căn viên thông là cái lỗ tai còn phải thông suốt. Vì thế cái tiểu thừa nó là không thấy là sai. Đã quán cho thông cái lỗ tai mình bây giờ tại sao không cho nghe? Bích nó lại phải không? Đây là sai. Không hiểu. Rồi quán là thân căn nè, mắt, tai, mũi, miệng, ý, thân, cái gì nó cũng thông hết á. Thì mới gọi là tu theo cái kêu bằng lục căn duyên thông, tất cả đều phải thông suốt. Thì cái này nó mới dẫn đi đến tới cái con mà kiến tánh được. Tiểu thừa nó cũng dẫn con đi kiến tánh chứ không phải không. Nhưng mà sở dĩ người ta không giải thích được cái này thì ra không ai kiến tánh. Quán lục diệu pháp môn, đây là cái lục diệu pháp môn là cái sáu pháp môn tu của vị Phật. Đức Phật đã nói rõ ràng đạo Phật có sáu pháp môn tu, pháp môn nào nó cũng có kỳ diệu nó hết chứ không phải không. Rồi quán thứ 35 là rồi quán biết tiền kiếp của con. Trước khi con mà con tu thiền tiểu thừa con phải ngồi con quán trước cửa con ở đâu còn ở đây, và quán tiền kiếp rồi quán hậu kiếp nữa. Sau cùng là con sẽ đi đâu?
quan trọng nhất là cái pháp quán của tiểu thừa rất hay chứ không phải không, nhưng mà người ta không hiểu. Rồi 37, quán 37 là quán gì? Là quán tứ vả tinh văn. Bốn cái cấp tu của thánh A-la-hán. Sẵn đây bác nói còn cái cách cái tu của A-la-hán cho con nghe. Con muốn tu thánh A-la-hán dễ lắm, không có chứ. Trái đất này gọi là trái đất, nó luân chuyển theo quy luật vật lý. Con muốn không cho nó luân chuyển thì con phải tạo ra một cái bầu bằng điện từ. Con ngồi con thiền, con tưởng mà, tưởng nó trở thành một cái bầu, bầu tròn. Mà trong kinh Đức Phật gọi là cái hóa thành. Con tạo được cái này thì đưa vào trong không gian này rồi đó, thì nó gọi là nhập lưu dòng thánh. Thì con chứng được tu đầu hoàng. Con để ý chỗ này. Mà cái tu đầu hoàng rồi đó, mà con điều khiển nó tới lui lên xuống qua lại được đó, gọi là ly hỷ diệu lạc tư đà hàm. Rồi con hiểu được cái này là con phải cố định cho cái hóa thành này cứng lại đi. Gọi là bắt đầu nó là nó bất động á. Rồi con chui vào trong cái thành này con sống á. A-la-hán chui vào trong cái thành con sống á. Là để thành cái gì? A-na-hàm, bất động. Một vị tu bất động. Rồi trong từ trong cái bất động này nè, con mới tất cả con tưởng cái gì á, con xuất thần thông nó đều ra hết. Vì trong cái A-la-hán này nó có 18 phép thần thông chứ không ít đâu. 18 phép thần thông chứ không ít đâu. Nếu con tu được cái này là. Nhưng mà có một điều á, con ở đây nè, con ở trong cái bầu này nè, nó không đi ra ngoài, nó không về Phật giới được. Bị nó nằm, con dũng công con tạo thành, bởi vì trong kinh đó là cái hóa thành để con tạo chỗ này nè. Để con ở đây hoài, thì con không trở lại làm người được, con không mang thân tứ đại. Mà con mang cái trung ấm thân ở trong cái hóa thành này nè, ở hoài. Thành thánh A-la-hán vì thế mà ta nói là A-la-hán có 18 phép thần thông. Mà cái con người bất động này, nó nằm ở trong cái hóa thành hoài, nó không được tiếp xúc ra ngoài. Tiếp xúc ra ngoài quy luật vật lý kéo nó liền. Đó, cái A-la-hán nó là vậy đó. Bây giờ chứng minh cái phần này, chứng minh cái phần này khoa học bây giờ nó chứng minh rồi. Nó chứng minh nó cũng lấy từ cái pháp tiểu thừa này mà nó chế. Là tại làm sao trong không gian này mấy cái ông tu A-la-hán á, họ tạo được cái bầu tròn gọi là cái thành. Thì bây giờ các nhà khoa học nó ra sao, nó lấy tất cả các hạt gì trong không gian nó chứa vào trong cái bom. Thấy không? Từ trong cái bom này nó xuất phát ra, nó muốn làm cái gì nó cũng được hết. Vì cái sức công phá rất mạnh. Mà khoa học hiện giờ nó làm được cái này, nó căn cứ vào cái pháp 30 pháp quán của tiểu thừa, nó chế ra được cái vật chất á, rồi nó lấy cái pháp của A-la-hán này. Người nào có cái tần số mà nhìn thấy được không gian sẽ làm được cái này. Trong người nó có cái. Mà hiện giờ trong cái thiền tông này có rất nhiều người họ thấy cái này. Mà chú cũng không nói nhiều, thấy không? 37 pháp quản trời đạo, cái pháp sâu cùng là cái pháp về bằng tứ quả tinh văn. Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A La Hàm và A La Hán. Người ta không có hiểu. Có nhiều người tu thành A Hán rồi xưng này xưng kia. Được, đúng, đúng thế giới này thì đúng, nhưng giải thoát không được. Đó. Nhưng mà nên nhớ rằng cái A La Hán nó có cái, nó là đối nghịch lại với mấy cái ông ấy, mấy ông ngạ quỷ. Vì thế mà trong cái chuyện Tàu nó có nói những cái câu chuyện mà kêu bằng A La Hán đánh lại với mấy ông thần thánh tiên á, thấy không? Con tìm tất cả trong cái phim Tàu nó có này, là cái chỗ này thần thánh tiên người ta quản lý này mà giờ không quản lý được ông A La Hán này là sao? Thì phải lộn thôi. Đó, phải con để ý cái chỗ đó. Rồi thì con nói, chú nói cho con biết nghe cái vấn đề 37 pháp quán trợ đạo, nó có hai dạng người tu, một là một vị Phật. Thần thánh tiên có nhiệm vụ phải giúp ổng này chứ. Ổng đạt cái A-la-hán này nè, ổng ngồi ổng giảng đạo ra, con kiến không dám lại cắn ổng á. Không có rồi, ổng cắn ổng chết đó, con mũi vậy nè. Bây giờ hồi xưa ở trong rừng mà, nếu con không có thần thông này rồi con không ngồi giảng đạo được. Con ngồi về đây, con ngồi yên là tại sao? Người Phật là không sát sanh, con rắn nó cắn con không đập nó nghe.
Làm sao? Thì con phải có cái pháp thần thông này nó không dám lại gần con. Tự nó đẩy ra. Từ con kiến, con muỗi, rồi con rắn, con hổ. Hồi xưa trong rừng nó thì con á, không phải thú nó đông hơn con người luôn á. Mà con người giảng đạo mà không có cái phép A-la-hán này ngồi, mấy con cọp nó sơi luôn á. Nghe không? Rồi con hỏi tiếp đi.